đây là Sotata nhà mình, size 15-16 cm, đấy, ăn riêng ăn rất là kinh, ăn như trâu như heo luôn. Nhà nghèo là ăn sập tiệm luôn đấy. Ô, ăn kinh quá. Nuôi vậy này thì đơn giản, rất dễ, chỉ cần vứt rau thế này là tự động nó ăn thôi, thấy mình cầm rau trên tay là tự nhiên nó tự động nó chạy đến